Dạ thưa chị các bạn, thì hôm nay gia đình dì Năm lại có một cái tin vui. Dì Năm bữa nay có tin vui nữa dì Năm ơi. Thanh. Thanh ơi. Bật đèn lên. Đây là phần quà của cô Lan với chú Dũng gửi về cho con nè. Quá trời luôn rồi. Cảm ơn cô Lan chú Dũng đi. Hết móc phôi rồi. Cảm ơn cô Lan chú Dũng. Cảm ơn cô Lan chú Dũng. Rồi, khu đồ, khui. Khui. Chưa biết cái đó trong cái gì mà móc. Rồi, cảm ơn con. Khui con lấy đồ khui ra. Thảo. Kéo đầu khui. Vậy lấy cái gì ba, khui gì ba. Lật cái thùng lên. Lấy đồ. Lật cái thùng lên. Ôi, nặng dữ vậy. Nặng dữ lắm, bự lắm. Lật lên. Nặng dữ vậy. Đó. Đây. Đó. Đừng ngồi lên. 25 kg. Đi xuống. Quá trời. Thùng đồ này 25 kg của chị Lan Anh Dũng ở Canada gửi về. Chưa khui luôn nè. Trời. Để xuống qua đây Thảo. Ui da bé tiền. Ui da. Trời chết rồi. Dì Năm với Loan Thảo nè. Hôm qua nay á có một người bình luận nói là giống như bình luận trên cái kênh anh nói không tốt. Cứ nói là anh Dũng chăm chọc này kia, mà thật sự anh Dũng chồng chị Lan nè, anh không biết. Anh không có xài Zalo hay là anh không xài Facebook, anh không xài YouTube luôn. Chăm chọc gì anh? Thì bình luận nói này nó kia trên ấy á, cái bắt đầu cái người ta cứ nói là anh Dũng. Mà thật sự là anh Dũng anh không biết gì về YouTube hết á. Những phần quà này nè là chị Lan á, chị Lan ở Canada chỉ thấy gia đình mình chỉ thương. Rồi chị gửi về rất là nhiều lần. Chị gửi về rất là nhiều lần rồi chứ không phải là gửi một lần này. Vậy mà người ta không biết, người ta cứ nói là anh Dũng bình luận vô nói này nói kia. Nhưng không phải, anh nói là anh Dũng là chồng của chị Lan ở Canada. Bình luận nói này nói kia, cái người đó bình luận. Nhưng mà thật sự là không phải của anh Dũng. Khoan, từ từ nha, từ từ, lo nói chuyện đó. Nè, của mẹ nè, mẹ Dũng nè. Đi xuống. Bởi em nói anh làm sao bóng khóa, anh nói gì đó. Đúng rồi, bây giờ hôm nay anh nói lo cho Thảo biết. Anh Dũng là chồng của chị Lan là dạ. Không có, anh không có bình luận, anh không nói gì vụ mà YouTube, anh không xài YouTube. Mà có người đó có một cái nick tên là Dũng Trần gì đó. Bình luận, cái người ta cứ nói là chồng của chị Lan không, nhưng mà thật sự là không có phải vậy. Hôm nay lại đây con nói cho chị Nam biết, chị Lan là mọi bao nhiêu cái đồ này là chị Lan, giống như là chị Lan chỉ gửi về cho mấy đứa thôi. Anh Dũng anh không có biết gì trong này hết. Không có, nghe người ta muốn nói gì người ta nói với anh Chiến ơi. Khoan, con đừng có ấy, để trong đây đồ cũng còn nhiều người, để chú Chiến coi của ai nè. Khoan nè. Con cái đó của gì Nam rồi không? Đâu, có chữ Lon không? Có chữ Lon đây nè. Đó Lon nè. Cái này của chú Chiến nè. Của chú Chiến hả? Của chú Chiến nè, đó. Rồi bây giờ mấy bạch phân từ từ nha. Của mẹ của dì Năm nè. Của Lon nè. Nè Thanh nè, của con nè con. Cái này cũng phải của con. Đây nè. Nè. Chú Chiến giận con thấy ghê luôn á Thanh. Cái này nè của con đây nè, cái chữ con nè. Từ từ đứa chú Chiến soạn ra cho con, hiểu không? Để lộn của đồ. Cái bên này bự vậy anh chứ, là bự rồi nè. Cái bọc này bự nè. Đâu phải bự là cũng có đẹp đâu con. Đâu phải bự là đẹp đâu. Đậm đây đẹp nè. Cái đó của con đẹp lắm. Nè, của nè chị Hai nè. Chị Hai là chị bà hàng chị Hai nè, nó. Con này của ai? Khoan, để bây giờ chú Chiến mới từ từ mới được. Nè, của này của cha con nè. Của bà. Của ba nè, của con đây nè. Của con. Anh Chiến ơi, thấy nhỏ không chịu đó anh Chiến. Đúng rồi, thấy nhỏ không chịu. Của khoan con còn dở ra coi. Thảo. Thảo ơi, của em nè Thảo. Rồi. Để coi rồi, tình Thảo nha. Thảo nha. Bữa nay con làm cái gì á? Đồ của chị Lan với cô Dũng gửi về từ từ chú Chiến phân ra. Của con kìa, rồi từ từ hồi chú Chiến phân ra cho. Cái này của con nè thầy. Mở ra. Con không ngoan mà mốt chú Chiến giận luôn. Mở ra cái kéo kìa. Rồi cái của chị Hai rồi để nguyên, của dì Năm mở ra cho dì Năm mở ra coi. Nè, này của cô Hai nè. Cô Hai đó, đúng rồi, để nguyên vậy đi. Để nguyên đi. Bể đầu con luôn rồi, cởi thôi đi. Nè dì Năm mở của dì Năm ra coi. Có gì? Của không? Đưa bà nội mở ra coi. Đưa bà nội ra mở coi có đồ đầm của con không. Rồi giờ của con luôn rồi. Hết ấy luôn, nó. Đẹp quá Chiến ơi. Cái gì? Đẹp anh Chiến này. Cái này của con nè.
Ôi ơi. Áo chiếu. Áo chiếu. Đầm Chiến ơi. Đầm đầm đầm. Ê, nếu Thảo nó hơi rộng thì em bóp lại nha. Dạ. Ừ. Trời ơi. Cái này cái áo đầm đó ta. Hả, cái này. Cái đó cái áo giống như cái áo. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì hả? Dài 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 dài. Tết bận rồi, Chiến ơi, mang đi cho đi chơi đi rồi. Cái gì, đi chơi Tết hả? Dạ. Trời ơi bé. Trời anh Chiến ơi. Cái gì? Đâu đâu xác xác vô lại coi. Để xác xác vô lại. Đẹp quá. Nè, vừa luôn hay vậy ta ơi. Chị làm bắt mấy giờ lựa vừa luôn nè. Quần jean, quần jean. Có thiệt quần nam hay quần nữ nha. Ừ. Tại vì chị Lan nói là có đồ của chồng nữa. Trời ơi. Trời ơi, lúc này là của ai mấy thằng nghe chứ không có dành nữa rồi. Rồi. Em coi trong đó có chừng có đồng hồ rồi đó. Có đồng hồ nè anh Chiến. Đúng rồi nó. Mày đâu có biết chơi đồng hồ đâu trời ta ơi. Không, cái đó cái chiếc lắc hay gì chứ. Này không phải đồng hồ này, chiếc lắc. Ê, chiếc lắc đeo tay à thờ Long ơi. Ừ, để cho. Cái này cái là mình. Cậu gì nịt. Thôi mặc à. Mặc giờ giận rồi. Của con ha, của con không lấy lên hồi Thảo lấy luôn. Ê, cái áo sơ mi này của chồng em nè. Dạ. Cũng Thanh đồ đẹp không? Ơi. Ờ, Thanh là đầm đẹp không luôn. Mấy cái đầm đó là mấy đầm. Thanh ở đâu ạ? Cũng Thanh đâu ạ? Cũng mình mới lấy rồi kìa. Đâu có. Này của mẹ. Của con nãy bịch rồi. Đó. Đâu? Không phải. Ủa đầm luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nè. Đây nè, của con đây nè Thanh. Nè, của dạ, con. Dạ có gì chứ? Lấy nhau có lấy nhau này nè. Của con nè, con la ghét hay chú Chiến giận con luôn bây giờ. Con không có la người ta cho đồ, con làm chuyện la dữ hả Thanh? Hả? Con làm chuyện la giận dữ hả? Đồ của con cũng có ở đây chứ bộ. Của con một tủ luôn nữa kìa. Mà bọn muốn cho để chung. Ai để chung vô đồ con đâu? Đâu có để chung đâu. Ai để chung đồ con đâu? Bọn muốn cho để chung. Ai để chung ông nội? Cậu anh ấy bảy ra không có cho để chung. Ờ. Trời ơi, đồ đầm. Ôi này của tôi ra riêng rồi, không có ai giận. Trời đất quỷ thần ơi. Dạ đâu? Con làm gì con la dữ Thanh? Con có chiếc dài luôn thấy không? Trời ơi ông nội ơi. Bây giờ nó quậy rồi. Bây giờ cho đồ nó quậy dữ lắm rồi. Thôi về. Ông anh nghe nghe. Biết sao không? Nhỏ bật cái bịch bự, bịch nhỏ không chịu cái gì rồi đó. Đúng rồi. Chứ giờ của ai? Làm mày xong vừa không? Vừa không chơi, chơi hết đi. Chứ bây giờ chị Lan anh Dũng gửi về thì của ai có ra bịch người đó chứ giờ làm sao vợ? Con không cho để chồng. Nói cho bê bị đắng á. Người ta đem nhà coi người ta chứ người ta để đây làm gì? Người ta đang thử. Con không cho để chồng chồng á. Thôi về là về Loan Thảo ơi. Về, vì năm đồ vì năm vừa không ngon không? Vừa chứ chú ơi. Thôi vì năm với Loan Thảo cảm ơn chị Lan cái đi. Cảm ơn chị Lan, anh Dũng ơi, chị Lan ơi. Cảm ơn chị Lan. 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 Cô Lan với chú Dũng nghe, chú Dũng ơi. Chị Lan, cô Lan. Cô Lan. Tính qua nói chuyện nhiều quá mà chiều nay nó bị gì rồi, nó la quá trời quá đất rồi, làm Vũ Chiến cũng táo quả tâm tinh luôn. Thôi, sợ rồi. Sao để đầu vô tủ á? Đúng rồi, ai mà để đầu vô tủ của con đâu. Vô, đem gì đâu. Người ta đem về đặng đồ của con kìa, con không lo thử kìa. Ừ, đúng rồi. Nó sợ để đồ vô tủ, không có chỗ nó để. Hiểu không? Bé Tiền xích ra con, mẹ đang quạo đó. Cà giạt nữa kìa. Đúng rồi. Để đâu con ơi. Không có để ai đâu để. Ôi quá trời quý rồi. Tính mở ra lon Thảo mở ra coi đồ đẹp làm sao mà giờ nó quậy quá rồi. Cái đó gì vậy Năm? Mấy quần thun như vậy? Cái quần thun đẹp quá trời. Ồ. Ồ vậy Năm. Vậy Năm đâu mặc vô con cái. Dạ bạn. Vậy Năm. Ồ đồ nhung nè anh Chiến. Ồ rồi. Nó quậy rồi. Tới. Thôi mình rút quân. Ồ rồi vậy Năm. Vừa. Ờ. Dạ bạn. Ồ rồi. Anh này ơi. Mẹ mở tủ rồi. Ồ rồi. Đẹp quá trời đẹp. Mẹ mẹ. Ba toàn mẹ mở tủ nè. Mẹ ơi sao mẹ. Vừa cái chị kia rồi. Mẹ ơi sao mẹ quạo. Chị bên đây coi. Thôi rút quân Loan Thảo ơi. Tình hình chiều. Tình hình bữa nay quậy quá quậy rồi. Thôi. Tính câu cá gì mệt. Con không đủ dạ. Tủ. Ai đi câu cá từ sáng giờ cái gì mệt rồi ăn cơm rồi nằm từ nãy giờ. Đó. Tính qua nói chuyện nhiều nữa mà bây giờ nó quậy quá rồi mọi người ơi. Ủa cái gì vậy? Bông mày anh Chiến. Hả? Mày bông cái gì á? Anh cũng không biết nó em mở ra coi. Bông gì á? Bông. Cái này giống như cái xi men á, dòng xi men đeo tay á.
Ờ chiếc vòng đeo tay. Chú Chiến đâu có giận mẹ đâu. Ồ đẹp quá trời luôn đó. Giờ hỏi em giờ máng ở đây được không? Thảo. Máng trống ở đây được không? Được ba con. Ồ đẹp. Cái gì? Máng trống ở đây được không? Sao không la nữa? Máng đây nè. La nữa đi. La nữa chơi à? Máng đây được không? Không. Bây giờ tao giận ai máng? Thôi. Đồ của người ta đem đẳng cho người ta máng tủ con làm gì? Máng vô tủ con ra đồ con mới mất. Đồ chảy máu rồi anh Chiến. Hả? Không phải quất gì chảy máu mà kìa. Ê ơi đừng đấm kẹt vô em nha con. Trời ơi, bên đó em có đồ giày riêng nữa hả? Rồi lon em mở của em ra đây. Mở em. Thôi đi đừng mở bảo lại nữa. Chị ba ngày vô không? Dạ. Thôi nấu. Hồi nấu lộn nhà luôn. Đậu cái bịch bự màu hồng nãy á. Rồi cái bịch bự màu hồng mà bịch bự đó của chị hai. Ừ. Vừa. Kìa kìa đồ đầm con bỏ tủ nè, con lấy ra con mở ra cho cô. Thì đó đâu con lấy ra cho cô Lan chú Dũng coi. Con lấy ra con mặc thử có đẹp không? Nhưng mà con lấy ra con mặc có đẹp không? Cái đồ cô Lan chú Dũng mới cho á, hiểu không? Đâu con khui coi, kẹt tay mẹ tiền. Con nhỏ này thiệt tình nè. Rồi đâu con lấy ra coi Thanh. Một hồi chú Chiến mua cho con chục móc nữa. Con biết rồi, con lấy đồ đi, hồi chú Chiến mua cho con chục móc nữa. Cái gì nữa hả? Lắc được tay. Lắc được tay. Con thử đi Thanh, con thử có đẹp không? Vừa chứ sao không vừa, cô Lan cho con. Cô Lan cho con mấy lần rồi mà. Cô Lan lựa cây chát cây là vừa. Trời, chết mẹ, bà lấy đồ của người ta rồi. Đâu con mặc vô coi, chắc con không vừa quá Thanh ơi. Bự quá. Trời, mặc vừa khỏi trả luôn hả? Đúng rồi. Ham đồ mới gì lắm, ham đồ mới. Không vừa Thảo ơi. Không vừa. Vừa không? Phái ba cái chim tiếng này dữ lắm. Trời ơi chị Lan ơi, bây giờ dành luôn rồi, dành của bé Thảo luôn rồi. Không vừa chị ơi. Không vừa. Nứt. Chân nứt. Đúng chưa? Đúng rồi. Đồ đẹp. Đây nè, cái đầm của con nè. Đây nè, cái đầm đẹp, cái sợ luôn à. Nè Thanh đầm con kìa. Đây nè, lại đây coi. Không vừa. Đã phần nào của con là ra của con. Không vừa. Sợ không vừa. Biết rồi. Quá trời, nãy con la làm cái Chiến sợ luôn. Ông nội rồi náo loạn khu phố luôn. Ông chưa. Kìa cái này đẹp lắm. Đồ vô cái này. Lựa vừa khính luôn nè, đẹp đó. Chưa. Thấy không? Tè quá à. Cu tè. Cu tè, ông nội tôi chứ cu tè. Giống cu tè luôn á. Ông la làm tôi hết hồn hết vía luôn. Cu tè luôn á. Nãy tính chạy rồi đó. Phụ đồ ngoài đó của ai đó. Ông nội ơi, của tôi ông nội. Của ta đâu? Của tôi kìa. Của ba đâu? Của ba con trong bịch hồi chú Chiến ghé lại đưa ba con. Thấy ra đây. Đẹp quá trời, đẹp luôn rồi nè. Cút vô. Cái này của chị hai. Của gì năm nãy giờ em chưa thử được gì luôn hả? Làm quá mình luôn. Thì con mệt luôn, tự nhiên con sợ luôn á. Mệt, bữa nào mệt thì nó càng bị căng vậy đó chú ơi. Phải không? Trời ơi, trời, bây giờ con, cái con cũng đâu có biết, bữa nay con chứng kiến luôn. Đúng rồi đó, bữa nào mệt thì nó gì nó căng, nó la tôi luôn. Dạ. Rồi tôi phải dẫn con nó, tôi bỏ tôi đi ra ngoài. Cho nó khuây khỏa. Dạ, đúng rồi. Cái gì con? Hồi nãy con la chú Chiến quá trời mà giờ chú Chiến giận rồi. Chú Chiến hết hồn rồi. Khoanh tay xin lỗi chú Chiến đi. Thôi nè, khoanh tay xin lỗi mấy cô mấy chú, nãy con lỡ lớn tiếng. Nói. Khoanh tay lại. Con khoanh tay lại liền Thanh. Mới khoanh tay xin lỗi liền nha. Con khoanh tay lại xin lỗi mấy cô mấy chú. Rồi chưa, mặc quần vô đi, khoanh tay lại nè, con khoanh tay lại. Xin lỗi mấy cô mấy chú. Khoanh tay lại đi. Rồi khoanh tay lại liền. Rồi khoanh tay lại liền. Đừng có giả đò coi. Rồi quá đẹp rồi. Khoanh tay lại đi. Vừa luôn, cô Lan lựa vừa chân à. Rồi. Vừa. Rồi nè. Khoanh tay lại, con xin lỗi. Xin lỗi cô chú. Mai mốt con không dám gì nữa. Rồi, nói ha. Hồi nãy xa la lớn lắm, giờ sao nói nhỏ dữ hả? Nội giờ thì cũng xỉu. Đầm đẹp không luôn. Đúng rồi, đầm đẹp không à. Trời, cái đầm đẹp còn gì? Mới mua. Thôi thưa quý vị các bạn thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Cũng cảm ơn chị Lan anh Dũng rất là nhiều. Tính qua đây nói nhiều công chuyện quá mà nó la em sợ quá.